Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương nhằm đưa những tiện ích thiết yếu lên ứng dụng VNEID trước ngày 31 tháng 12. Thành phố Cần Thơ nỗ lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin, giúp nạn nhân và các gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thành phố Cần Thơ sẽ thành lập 2 đoàn liên ngành tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy năm 2024. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương nhằm đưa những tiện ích thiết yếu lên ứng dụng VNEID trước ngày 31 tháng 12. Đây là một trong những nội dung chính được đưa ra tại văn bản số 369 về chuyển đổi số của Chính phủ, gửi đến các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện đã có khoảng 16,4 triệu tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và 4.543 thủ tục hành chính được số hóa. Kết quả này góp phần vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều bất cập, hạ tầng số chưa đồng bộ và còn tình trạng manh mún, cắt cứ thông tin. Thủ tướng yêu cầu phân công công việc rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển nhân lực, hạ tầng số, hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý, kiểm soát để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành khác hoàn thành luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh ứng dụng VNEID, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân trước ngày cuối cùng năm 2024. Các bộ ngành địa phương tập trung số hóa thủ tục hành chính, cố gắng đến cuối năm 2024 đạt 80% dịch vụ công trực tuyến và sự hài lòng của người dùng đạt trên 90%. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quy chế đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận huyện, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện, Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn. Việc ban hành quy chế này nhằm đánh giá toàn diện chính xác tình hình kết quả cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương, làm cơ sở để xem xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, khắc phục hạn chế thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương vi phạm các quy định về cải cách hành chính, đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của người đứng đầu, cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác cải cách hành chính. Nội dung quy chế quy định cụ thể về việc đánh giá xếp hạng như nội dung và tiêu chí đánh giá xếp hạng, trình tự thời gian thực hiện đánh giá xếp hạng, thành lập hội đồng đánh giá cải cách hành chính các cấp, cách thức chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính, tổ chức hội đồng thẩm định đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính thành phố và tổ giúp việc của hội đồng thẩm định kết quả từ đánh giá xếp hạng, cách xác định chỉ số cải cách hành chính và xếp hạng kết quả cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản về việc phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tính bền vững của việc xây dựng thói quen duy trì văn hóa đọc gắn kết với thế hệ trong gia đình, dòng họ. Nghiên cứu tổ chức phát động phong trào tạo lập tủ sách gia đình, triển khai mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương trong đoàn viên, hội viên, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, đồng thời biểu dương tôn vinh ghi nhận các gia đình, dòng họ và cá nhân điển hình nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo rà soát đánh giá tình hình hoạt động của các mô hình tủ sách trên địa bàn, vận động xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tại địa phương, rà soát thực hiện chuẩn hóa tủ sách trường học gắn với hoạt động thư viện trường học, hướng dẫn lựa chọn bổ sung luân chuyển sách tham khảo phù hợp với lứa tuổi, nội dung chương trình dạy và học của trường từ hệ thống thư viện công cộng, đa dạng hóa các mô hình tủ sách và hoạt động khuyến đọc trong nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 10 tháng 8 là ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin. Nhằm phần nào xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân và các gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ cùng nhiều tổ chức cá nhân đã tận tâm chăm lo cho các nạn nhân bằng tất cả tấm lòng chia sẻ và nhiều việc làm thiết thực. Anh Phạm Văn Tùng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai cùng vợ sinh được 5 người con. Trong đó, người con đầu bị nhiễm chất độc da cam thường xuyên ốm đau. Anh Tùng là trụ cột chính trong gia đình, mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Tuy nhiên, công việc lúc có, lúc không. Chính điều đó, em Phạm Hữu Duy, con anh Tùng, vừa học đến lớp 9 thì nghỉ học. Biết được hoàn cảnh của gia đình, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã quyết định hỗ trợ chi phí 100% để em Duy học nghề sửa xe. Con của mình thì nó học từ lớp 1 tới lớp 9 là học sinh xuất sắc mà gia đình nghèo đó, không có tiền cho nó đi học rồi cho nó nghỉ, rồi bên hội chất độc có hỗ trợ nó cho nó học nghề sửa xe, cho nó tiền chi phí là 100%. Em nó thích cái nghề này, nguyện vọng nó sau này đừng nó thành nghề, nó ra nó học, nó mở tiệm đừng nó nuôi bản thân. Kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam Việt Nam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10 tháng 8 năm 2024, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà đến các nạn nhân da cam và gia đình nạn nhân. Tại huyện Phong Điền, hội đã trao 11 chiếc xe lăn trị giá 2 triệu đồng mỗi chiếc, 6 học bổng mỗi suất trị giá từ 500 đến 1 triệu đồng, 50 phần quà trị giá 350.000 đồng. Tôi thấy rất mừng, tại vì cuộc sống của mình khó khăn quá rồi, nhà nước hỗ trợ rồi mừng, san sẻ rồi mình cũng sống đỡ vậy đó. Đối với cái huyện Phong Điền, đảng nhà nước rất là chăm lo cho là gia đình là nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm là đều có là tặng quà từ 1 đến 2 lần, chăm sóc về vật chất lẫn là tinh thần. Một cái phần quà tuy là nó không có lớn, nhưng mà đây cũng thể hiện là cái tấm lòng là cao quý của đảng nhà nước đối với gia đình chúng tôi. Thành phố Cần Thơ hiện có 4.288 nạn nhân chất độc da cam. Năm 2024, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp trong thành phố đã có rất nhiều cố gắng xây dựng hội vững mạnh để tổ chức vận động nguồn lực xã hội, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng các mô hình, cộng đồng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Đã có trên 765 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nặng được chăm sóc hỗ trợ thường xuyên. 6 tháng đầu năm 2024, toàn hội đã vận động đạt trên 8 tỷ 600 triệu đồng. 11.950 lượt nạn nhân được chăm sóc hỗ trợ với 6 chương trình: xây sửa nhà, trợ cấp thường xuyên theo địa chỉ đỏ, cấp học bổng, trợ vốn sản xuất cho các gia đình nạn nhân, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp phương tiện xe lăn, dạy nghề, thăm và tặng quà. Từ nay đến cuối năm đó thì Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh việc nâng cao cái chất lượng của 39 cái mô hình cộng đồng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Với 39 mô hình này đó thì chúng tôi có là 725 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chăm sóc tại cộng đồng, tại gia đình một cách thường xuyên và kịp thời, góp phần để mà cùng với gia đình trong cái việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, động viên gia đình và nạn nhân vượt qua những cái khó khăn. Những hoạt động thiết thực của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần giúp các nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2024 của thành phố tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,28% so với cùng kỳ năm trước. Mức lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 vừa qua phần nào tác động đến giá cả dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là tác động mạnh nhất đối với nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 8,62% so tháng trước. Nhóm giao thông tăng 1,96% so tháng trước, chủ yếu do điều chỉnh giá xăng dầu của nhà điều hành trong nước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá so tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá tăng, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, hàng hóa,
và dịch vụ khác. Có 3 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá giảm so tháng trước gồm may mặc, nón, giày dép giảm 2,86%, kế đến là văn hóa, giải trí và du lịch giảm và bưu chính viễn thông. Xuất khẩu gạo 7 tháng đạt hơn 5 triệu tấn, giá trị hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có được một phần là nhờ giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao. Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm nay ước đạt 632 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả xuất khẩu 7 tháng và những tín hiệu tích cực từ các thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa quyết định nâng mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm lên 57 đến 58 tỷ đô la, cao hơn 2 đến 3 tỷ đô la so với chỉ tiêu từ đầu năm. Theo dự báo, thế giới sẽ thiếu hụt 7 triệu tấn gạo trong năm nay, một số nước hạn chế xuất khẩu, trong khi một số quốc gia lại tăng cường nhập gạo để dự trữ. Điều này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam. Theo ông Dương Quang Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, thời gian qua, ngành chức năng thành phố rất quan tâm công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Từ đó, số lượng cá được thả về tự nhiên cũng ngày càng nhiều. Nếu như vào những năm 2012 và 2013, lượng cá được thả về tự nhiên hàng năm vào dịp 1 tháng 4 chỉ khoảng vài trăm ký và chỉ tổ chức tại một vài quận huyện, thì những năm sau đó đã được tổ chức tại hầu khắp các quận huyện và cá cũng được thả vào nhiều thời điểm trong năm. Với tổng lượng cá thả ra môi trường tự nhiên, mỗi năm đạt tới 10 tấn. Tính từ năm 2012 đến nay, tổng lượng cá được thả về tự nhiên đạt hơn 6,3 triệu con giống các loại, tương đương khoảng 126 tấn, và thả khoảng 200.000 con cá bố mẹ các loại như cá hô, cá chạch lấu. Nhằm phát huy sức mạnh chung của các địa phương trong tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từ năm 2022, Cần Thơ cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng tỉnh An Giang và Đồng Tháp tổ chức hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh trên sông Hậu với sự tham gia của 3 địa phương gồm Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Thốt Nốt đã xảy ra nhiều vụ sạt lở trên các tuyến sông do Trung ương và địa phương quản lý. Tuy không gây thương vong nhưng cũng thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Vì thế mà tăng cường các biện pháp phòng ngừa sạt lở đảm bảo an toàn cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân đang được địa phương này thực hiện. Đây là hiện trường vụ sạt lở tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Không gây thiệt hại về người nhưng cũng cắt đứt giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Không riêng Thuận Hưng mà từ đầu năm đến nay, địa bàn các phường Thới Thuận, Thốt Nốt, Tân Hưng và Thuận An cũng đã xảy ra một số vụ sạt lở, dông lốc. Phối hợp với ban chỉ huy của thành phố để triển khai các quyết định khẩn cấp để khắc phục những cái điểm sạt lở trên địa bàn của quận. Ban chỉ huy cũng đã có sự chủ động trong công tác phòng chống. Qua đó thì cũng là coi như là đề nghị ban chỉ huy các phường là rà soát nắm lại tình hình các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn của quận để có cái đưa vào cái kế hoạch để là khắc phục. Quận triển khai thực hiện công tác vận động tuyên truyền người dân sinh sống cặp sông, các chủ lồng bè cảnh giác với mưa dông, chằng buộc lại nhà cửa và có biện pháp di dời đến nơi an toàn khi thời tiết diễn biến phức tạp. Đồng thời phối hợp với các phường triển khai phương án gia cố những đoạn sạt lở cục bộ, phát quang mé nhánh cây xanh trên đường, không để ngã tàn khi có mưa dông. Phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo là phân công xuống khu vực để đi khảo sát thực tế những cái nơi mà có dấu hiệu sạt lở cũng như là những cái nơi mà có nguy cơ vấn đề mà dông lốc xảy ra, thì bên cạnh đó thì cũng đã là tuyên truyền vận động người dân những cái khu vực này là thường xuyên quan tâm đến vấn đề gia cố đê bao cũng như là mé cây xanh để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai. Thì phòng quản lý thị đã phối hợp với thanh tra thông kiểm tra cụ thể các từng bến đò, và đối với bến đò là phải đảm bảo về an toàn kỹ thuật cho cắt tỉa những cây bóng mát, cắt tỉa để gọn để cho không có ngã đổ trong mùa bão, để tránh ngã đổ trong mùa bão. Cái đơn vị mà duy trì chiếu sáng là kiểm tra cụ thể từng tiếng để phát hiện những cái rò rỉ điện là khắc phục ngay. Bên cạnh đó, quận còn tập trung cho việc hoàn thiện kế hoạch nâng cấp đường và xử lý hệ thống cống thoát nước để chống ngập khi có mưa bão triều cường.
Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Cái cao độ nền ở đây theo như tôi biết là và cái hệ thống cống mà đã cải tạo là như vậy thì không phải là năm sau mà nhiều năm nữa, có thể là trên chục năm nữa con đường này vẫn sáng xanh sạch đẹp. Nó sẽ không có còn cái tình trạng mà mưa ngập hay là nước triều cường dâng lên nó ngập. Công tác kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa trên sông cũng được các ngành chức năng trong quận triển khai. Toàn quận có 10 bến đò, bến phà lớn nhỏ và hàng chục bến thủy nội địa đều được kiểm tra để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trên sông nước. Thông báo cho thuyền trưởng là khi có dòng bão, mưa gió lớn thì ngưng phương tiện, không được đưa hành khách, chờ dòng bão qua rồi mới được đưa để đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa bão dông lốc triều cường gây ra sẽ hạn chế được thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay. Xin được tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay 10 tháng 8 tại Cần Thơ Eco Resort, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức lễ trao học bổng và các hoạt động hè ngoại khóa cho các em thiếu niên nhi đồng là con của đoàn viên cán bộ công chức viên chức lao động. Tại buổi lễ, Công đoàn Viên chức thành phố đã trao 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 thiếu niên nhi đồng, đồng thời tặng khoảng 100 phần quà cho các em tham gia, mỗi phần quà trị giá 80.000 đồng. Các em còn được tham gia các trò chơi như cầu trượt, xích đu, đi bập bên, cưỡi ngựa, nhặt trứng, nhảy bao bố, bắt vịt cùng Eco. Đây là hoạt động nhằm giúp các em có một sân chơi ý nghĩa, lành mạnh và bổ ích trong dịp hè. Cũng là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Quý khán giả thân mến, huyện Cờ Đỏ có 2.288 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm đa số với 2.228 hộ, tương đương 8.814 khẩu. Nhiều năm qua, các cấp chính quyền thành phố và huyện Cờ Đỏ đã cùng các xã thị trấn không ngừng chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng. Với sự quan tâm của đảng và nhà nước cùng nỗ lực của từng hộ gia đình, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã vươn lên đáng kể so với trước. Với 44,7%, tương đương 464 hộ và 2.747 khẩu, Thới Xuân là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất của huyện Cờ Đỏ hiện nay. Với đặc thù trên, những năm qua, chính quyền xã luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách của đảng và nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã từng bước vươn lên trong cuộc sống. Cái nghị quyết số 10 của Hội đồng dân phố đó thì là hỗ trợ thêm 30% từ ngân sách của thành phố, còn 70% là ngân sách của chính phủ. Người dân sẽ không phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm nữa, khoảng là 575 hộ tiếp cận cái nguồn vốn từ ngân sách với khoảng 18,9 tỷ đồng. Gia đình tôi gồm 6 người, nhà vừa qua nhà nước hỗ trợ bảo hiểm phải tốn tiền mua. Hội nông dân của huyện có hỗ trợ cho tôi máy ấm nông dân tiền mặt 4 triệu, rồi bên là dây vốn ngân hàng chính sách để làm vườn trồng sầu riêng nó có 50 triệu. Thị trấn Cờ Đỏ là địa phương đứng thứ hai sau Thới Xuân về tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer. Và đây là khu dân cư ấp Thới Hòa B, một chính sách đặc biệt về đất ở và nhà ở dành cho hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, với diện tích gần 20.000 m2 và 137 nền. Về sinh sống tại đây 7 năm, gia đình chị Thạch Thị Hạnh không chỉ có chỗ ở khang trang mà còn có nơi để mua bán, có thu nhập ổn định. Có chỗ ở, có nhà, có cửa là em mừng rồi. Nhà nước cho em cũng mừng rồi. Rồi đó em ngồi khổ lắm thôi, không có ruộng, có đất ở bờ, đầu bờ người ta không. Đặc biệt là gần đây nhất đó là thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia trong đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn đã thực hiện các cái phần việc hỗ trợ phải nói là tích cực đối với bà con. Cái ấp Thừa B trước đây là số lượng nghèo, cận nghèo rất là đông. Đến nay thì cũng đã giảm dần, hiện nay là chỉ còn 3 hộ nghèo. Huyện Cờ Đỏ hiện có 2.288 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm đa số với 2.228 hộ, tương đương 8.814 khẩu.
5 năm qua, địa phương đã xây dựng 135 căn nhà đại đoàn kết trị giá 6 tỷ đồng, phát dây cho 889 hộ với dư nợ 36 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn thực hiện nhiều chính sách thiết thực khác nhằm giúp bà con có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Chính sách tín dụng cũng như là đào tạo nghề, giải quyết việc làm thì đã mang lại hiệu quả rất là thiết thực, đã kịp thời cổ vũ động viên để bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con dân tộc thiểu số. Từ đó bà con ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, rồi đoàn kết, phấn đấu, tự vươn lên. Nhà ở, vốn làm ăn, nước sạch, hố xí hợp vệ sinh. Tất cả những điều kiện sống cơ bản ấy giờ đây đã có. Ngoài ra, chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đã và đang như luồng gió nâng cuộc sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Cờ Đỏ lên một mức mới. Thành phố Cần Thơ sẽ thành lập hai đoàn liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy năm 2024. Lồng ghép với công tác tuyên truyền, các đoàn liên ngành Ban an toàn giao thông Cần Thơ sẽ tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm. Theo kế hoạch, đoàn liên ngành đường thủy sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức cá nhân, chủ cảng, bến thủy nội địa kinh doanh khai thác, vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng phương tiện thủy nội địa, hàng hải. Các phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát sỏi, các công trình đang thi công trên sông, trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, địa phương và phạm vi dùng nước cảng biển, luồng hàng hải trên địa bàn. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo các chuyên đề cụ thể, thời gian thực hiện cho đến giữa tháng 11 tới. Đối với đoàn liên ngành đường bộ, lực lượng chức năng tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về chiếm dụng lòng đường, hè phố để làm nơi kinh doanh mua bán, trông giữ xe, bày bán hàng hóa, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo. Thời gian thực hiện cho đến giữa tháng 12 năm 2024. Công trình nâng cấp mở rộng đường Thái Thị Hạnh do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ô Môn làm chủ đầu tư, triển khai thi công với kỳ vọng kết nối giao thông từ đường nội thị ra quốc lộ 91. Tuy nhiên, đã qua thời gian dài mà công trình vẫn chưa hoàn thành, gây mất an toàn cho việc đi lại trên tuyến và còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Hơn một năm nay, người dân sinh sống ở hai phường Long Hưng và Thới Long, quận Ô Môn khổ sở vì tình trạng bụi khi trời nắng và sinh lầy ổ gà khi trời mưa trên công trình nâng cấp đường Thái Thị Hạnh. Nhiều lần tiếp xúc với đại biểu dân cử, bà con phản ánh và đề nghị đẩy nhanh tiến độ để khắc phục. Nhưng đến nay, đường chỉ mới thi công khoảng 60%. Thì hiện giờ tiến độ thì nó hơi chậm, nhưng mà mùa mưa đến rồi. Khi mà mùa mưa thì sẽ xảy ra tình trạng là ổ voi, ổ gà nè, rồi bụi. Nếu mà nắng thì bụi, còn mưa thì sình, rồi ảnh hưởng đến đi lại, rồi sắp tụ trường đến rồi, thì con em đi học nó sẽ khó khăn, nghỉ công trình hay làm đẩy nhanh tiến độ. Công trình nâng cấp mở rộng đường Thái Thị Hạnh dài 3 km, nâng cấp mặt đường từ 7m lên 14m, kết hợp với các hạng mục khác như đèn chiếu sáng, vỉa hè và hệ thống thoát nước, tổng kinh phí xây dựng khoảng 140 tỷ đồng. Do nhiều nguyên nhân, đến nay công trình này vẫn còn dang dở. Ban cũng đã làm việc với đơn vị thi công và để tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thì cái phần về phần đường thì tại vì nó có một cái là mình phân luồng giao thông, hiện giờ nó có 2 tiếng thì mình phải tập trung làm để thảm nhựa xong cái tiếng dãy bên phải cho lưu thông thì mình mới tập trung làm bên cái tiếng bên trái được. Tại lý do cái bên trái nên là hiện giờ nó còn lưu thông, giữ lại từ cái chỗ tụ trường sắp đến thì bây giờ mình phải làm để cho nó lưu thông được mới làm được bên kia, thì cái thời gian này chắc trong năm 24 này sẽ hoàn thành hết. Đến đầu tháng 8 này, việc thi công phần đường bên phải tính từ quốc lộ 91 trở vào tuy đã ra đá mặt đường, nhưng trên công trình hết sức bề bộn, không an toàn với những hố ga không nắp, thiếu biển báo công trình và người cảnh giới, dù đường vừa thi công vừa cho lưu thông. Mặt khác, những cột điện xuống cấp chưa di dời trên tuyến làm cho việc đi lại không an toàn. Hiện tại đó thì do cái tiến độ chậm đó thì nó cũng cản trở cái việc mà giao thông của các bà con
trên địa bàn của hai phường. Thì đối với Ủy ban nhân phường thì cũng đề nghị đơn vị thi công đẩy mạnh cái tiến độ thi công để làm sao hoàn thành để việc lưu thông của bà con trong cái việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là chuẩn bị sắp tụ trường. Trên công trình hiện giờ thì cũng đã tăng cường gấp 2, gấp 3 lần so với cái thời gian trước đó. Chỉ còn vướng khoảng 2-3 hộ dân và làm thủ tục kết nối với đường quốc lộ 91. Về phía di dời đường điện thì có phần hơi chậm, thì cũng có di dời nhưng mà theo tiến độ thì chậm, thì cũng mong các chính quyền địa phương và các bên liên quan hỗ trợ thúc đẩy cái phần điện. Công trình nâng cấp mở rộng đường Thái Thị Hạnh được kỳ vọng kết nối quốc lộ 91 để phát triển giao thương. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài gây bức xúc đối với người dân và còn ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 18:30 tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt.